Mẹ ơi, những năm tháng tuổi thơ ngày nào trong vòng tay yêu thương từng ngày, cho đời con bao nhiêu ngọt ngào. Giờ đây trong cơn mơ con luôn gọi mẹ, nơi bao la giữa dòng sông xanh, xin con ra trong bao cực nhọc, nuôi con khôn trong bao tình người. Số phận dù cuộc đời sớm nắng chiều mưa, âu ơi âu ơi, như tình yêu không bờ bến nào cho hết được tất cả tình thương, một tình yêu mẹ dành cho con cả ngàn đời mãi mãi. Đây là nhà của con á, vào đi con. Kìa, mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày vui, chứ đâu phải ngày chia tay mà mọi người khóc lóc tưng bừng vậy. Làm tôi liên tưởng đến đoạn phim bi thảm, cái phim đang quay kìa. Ừ, em nói ra đang chuẩn bị nấu nướng gì cho Quốc đâu. Con phải được ăn để bồi dưỡng sau những ngày nằm viện. Dạ. Em nhớ mà. Mẹ xin lỗi. Chắc là do mẹ xúc động quá. Nhìn mẹ như thế này con vui lắm. Những giọt nước mắt hạnh phúc mà phải không mẹ? Gia đình mình sum họp như thế này nhưng mà không có Uyên Nhi, thật là tiếc. Ừ, Uyên Nhi nó nói sẽ gọi điện thoại về sau. Dạ. Vào nhà đi con, hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn lắm. Vậy hả mẹ? Đi con. Má, Thảo, mình vô ăn đi. Mẹ thì ngồi bên này, má thì ngồi bên này, con ngồi chính giữa.
Nhi mà thấy được á, thế nào Nhi cũng sẽ ganh tị với con cho mà xem. Bởi vì á, hôm nay con là người hạnh phúc nhất mà. Đúng không Dượng? Đúng đó con. Con có má, bây giờ lại có thêm mẹ nữa, được ngồi ở giữa, ăn mệt á, vì được chăm sóc kỹ đó nha. Thảo, Thảo sao vậy? Sao mặt buồn hiu vậy? Phải vui chứ, phải chúc mừng cho Quốc chứ. Ăn đi con. Dạ. Cho đồng điều. Chắc ba con đến, để Dượng ra mở cửa. Ờ, dạ thôi, Dượng ngồi vừa ăn đi, con ra con mở cửa cho ba được rồi. Trước khi con về, anh đã dặn rồi, đừng làm bất cứ điều gì để con nghi ngờ. Bác sĩ dặn kỹ, đừng để nó xúc động mạnh. Em xin lỗi, nhưng sao cứ nhìn thấy con, em không sao kìm nén được. Chết, còn ông Liêm. Yên tâm đi, tôi đã dặn rồi. Điều cần nhất bây giờ là giữ cho tâm lý nó thoải mái, dù thời gian không còn bao lâu nữa. Ba vô đi. Con về nào vậy? Dạ con cũng mới về. Mọi người đang chờ ba trong đó đó. Ba vô đi. Dạ. Nó vô kìa. Mọi người, ba đã đến rồi. Chào cả nhà. Chào anh. Chào anh. Anh mà đến trễ là hết thức ăn đó. Tôi tới đây đâu phải để ăn, tôi tới để thăm con trai tôi chứ bộ. Lại à, mang chén ra đây con. Mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn. Ông Liêm nè. Sao? Vậy thì ông ngồi nghe chưa? Ngồi mà nhìn thằng Quốc ăn. Còn tụi tôi á, thì ăn đây không khách sáo đâu nha. Xin mời, cứ tự nhiên. Ăn đi con. Bởi tất cả những món ăn này á, là do mẹ con làm đó. Cảm ơn. Khỏe hẳn chưa? Dạ, con mời Dương ngồi. Con thấy trong người khỏe rồi Dương. Chắc là do con được ăn những món ăn ngon do mẹ con nấu đó. Với lại không khí ở nhà chắc chắn sẽ dễ chịu hơn ở bệnh viện. Dạ. Có chuyện này Dương muốn nói với con. Cho Dương xin lỗi con. Sao Dương lại xin lỗi con? Lời xin lỗi cách đây 20 năm. Chuyện con lưu lạc cũng một phần là do lỗi của Dượng. Nếu như... Kỳ Dượng, sao Dượng lại nói như vậy? Con cứ để Dượng nói ra. Dượng cần nói ra mới thấy đỡ ấy nấy trong lòng. Con thấy là những chuyện xảy ra đối với con không phải là xấu. Nhờ vậy mà con có được hai người mẹ thương yêu nè, lo lắng cho con hết mình. Như vậy thì con quá lời rồi, đúng không Dượng? Thôi Dượng ơi, mình xuống dưới mình chơi nha Dượng. Chẳng lẽ chúng ta lại giấu giếm con một lần nữa hay sao? Phải vậy thôi bà. Nếu con mà biết được sự thật thì nó sẽ càng suy sụp hơn. Nhận như vậy thì thời gian còn lại của nó sẽ càng rút ngắn hơn. Trong chuyện này liệu có sự nhầm lẫn gì không? Cậu mong cho đây chỉ là cơn ác mộng.
Sao trời lại thử thách chúng ta nghiệt ngã đến như vậy? Tôi chưa bù đắp được gì cho con mà. Bà đừng bi lụy quá. Ngay cả tôi cũng không dám tin vào sự thật khi nghe bác sĩ nói. Bây giờ mình cần phải dũng cảm để đối diện với sự thật. Chúng ta cần phải thống nhất với nhau một điều là hãy sống thật ý nghĩa với con, được ngày nào hay ngày đó. Sao trời lại thử thách thằng Quốc đến như vậy? Từ khi mới sanh ra, nó đã phải chịu sự chia lìa xa cách. Giờ chúng ta tìm được nó thì lại phải nhìn thấy sự thật nghiệt ngã đến như vậy. Mỗi lần nhìn thấy con đau đớn, ruột tôi như là bị cắt đứt, không thể nào chịu đựng được. Bây giờ tôi mới ngộ ra rằng quả hay phúc đều do chính mình tự chuốc lấy. Ông trời đã ban cho thì cũng sẽ lấy lại, nếu mình không biết trân trọng. Từ khi biết được sự thật, trong đầu của tôi lúc nào cũng trống rỗng, tai thì lúc nào cũng nghe những âm thanh ầm ầm, không thể nào chống lại nổi. Mặc dù đã cố gắng trở lại bình thường nhưng không thể nào được, ruột lúc nào cũng đau như cắt vậy. Thằng Bảo, sao nó lại phải chịu cảnh đáng thương như vậy? Tại sao vậy? Không lẽ chúng ta cứ ngồi đó mà nhìn thấy con đau đớn và tuyệt vọng đến như vậy sao? Không lẽ chúng ta không làm được gì cho con hay sao? Tôi có liên lạc với mấy người bạn ở nước ngoài để coi coi có thể chữa trị được cho con hay không. Nhưng mà bà cũng nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi, tình hình không được khả quan lắm. Ba mẹ ba mẹ đang nói chuyện gì mà có gì ở trầm tư quá vậy? Mẹ sao mẹ lại khóc? Bộ ba nói điều gì cho mẹ xúc động hả? Đâu có gì. Ba nói với mẹ là ba muốn bảo lãnh con ra nước ngoài, mẹ con không chịu, cái ba khóc. Ba chỉ nói chơi thôi mà. Vậy hả ba? Nếu như mà ba có bảo lãnh con đi á, con cũng sẽ không đi đâu. Bởi vì khó khăn lắm á, con mới tìm được mẹ của con. Con sẽ ở bên cạnh mẹ không rời nửa bước. Ha mẹ ha. Mẹ, mẹ. Không có gì đâu. Mẹ con là người dễ xúc động, không một chút là hết rồi. Dì về quê liền sao? Anh Quốc hỏi. Rồi dì nói sao? Hay để mai rồi về? Anh Quốc đang vui mà. Xếp đi. Dì tính về quê. Má xếp quần áo chi vậy má? Má tính về quê. Ở dưới có gì quan trọng hay sao mà má về gấp dữ vậy? Ở dưới đó đó, không có má ở nhà, tụi nhỏ nó thả bò vô nhà mình làm mà sập tường nhà mình rồi. Má về để coi xem sao. Vậy để con về chung với má nha. Thôi được rồi, để má về rồi xong má lên liền. Đâu có được. Hay là để mơ về được không má? Má sốt ruột quá, tính về để coi sao. Kìa chị, sao chị lại về gấp vậy? Tôi về rồi lên liền mà. Sao chị không ở lại đây với con hết cả ngày hôm nay rồi hãy về? Về đột ngột như vậy con nó buồn. Có gì đâu mà buồn, không có tôi á thì cũng có chị. Má về rồi má sẽ lên liền, có gì á má sẽ điện thoại cho con nha. Tôi đi. Chị Tâm à. Thank you.
Má Quốc đâu? Sao gọi điện thoại má không bắt máy? Về nhà lâu chưa? Về nhà rồi. Có lẽ vì mệt nên ngủ thiếp. Anh yên tâm. Vậy em nói lại, có gì sáng mai anh sẽ gọi cho má. Rồi rửa mặt mày tay chân ăn cơm. Dạ. Ăn đi con. Dạ, cảm ơn má. Dạ. Ủa Quốc. Dạ. Con bị gì vậy? Sao tự nhiên tay con sưng phù vậy? Hả? Con mới nói nó bị vậy. Lâu lâu nó bị cái tự nhiên nó hết. Mà có ăn gì bậy bạ không? Ừ, dạ không. À, sáng nay con ăn cái trứng cá. Ăn quá trời luôn. Chín đó má. Ăn ngọt ơi là ngọt luôn. Trái trứng cá. Có gì đâu sao bị sưng phù lên trời. Về nhà dạy dỗ thằng con của chị là gì? Nó cầm đầu tụi kia chọi đá vô chuồng gà làm náo loạn cả lên. Con đâu có làm đâu. Mày còn chối nữa hả? Chính mắt tao chạy ra nhìn thấy mày cầm cục đá. Mày còn chối nữa hả? Thôi thôi thôi, chú Bền ơi, từ từ dạy cháu chú Bền. Mấy đứa này á là phải dạy nó. Chứ nuông chiều nó là không có được á. Con nói rồi. Dạy cho nó biết sợ. Con đã nói rồi mà, con không có làm sao mà đánh con chứ? Ủa, tao tuổi cha, tuổi chú mày. Đánh mẹ không được sao? Hả? 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 Thằng quỷ sao? Mày chưa tối mày phải làm cái sớm à? Người ta đánh tuổi cha chú mày mà mày hỗn hào vậy hả? Hôm nay tới giờ mày còn đợi mày đứng lại không? Thằng quỷ sao? Mày đứng lại. Mày đứng lại không? Hả? Quốc! Mày đứng lại không? Hả? Quốc! Cái gì vậy hả? Con sao vậy? Hả Quốc? Con sao vậy hả? Con cảm thấy khó thở. Không sao đâu con, không sao đâu con. Mà con nữa, má giả bộ rượt con vậy á để cho ổng đừng đánh con. Chạy gì mà chạy cố mạng vậy? Dạ không biết, nhưng mà mỗi lần con chạy nhanh á là con cảm thấy khó thở à. Không sao, không sao, không sao hết, không sao hết. Tại vì con chạy gấp quá cho nên tim không đập nhanh vậy đó nghe chưa. Thiệt tình à, ổng đánh con có đau không? Đưa má coi coi có đau không. Dạ. Thằng cha này thiệt tình à. Con người ta đẻ ra để cho đánh vậy đó à. Nè, lần sau gặp ổng á, đánh xa ổng ra nghe chưa. Mà con cũng vậy nữa. Chơi mấy cái lũ phá là phá xếp kia cho bị dạ vậy hả? Dạ, con biết rồi. Đỡ mệt chưa? Đi về con. Không mà. Còn đau không? Dạ. Đi. Dạ. Triệu chứng của bệnh tim này là hay khó thở và bị sưng phù tay chân bất thường. Sau những lúc đó, gia đình không quan tâm để ý và đưa vào bệnh viện khám. Nếu phát hiện sớm và chữa trị thì đâu để bệnh nặng đến mức độ này. Quốc ơi, chính
má là thủ phạm hại đời con rồi Quốc ơi. Em qua bên đó như thế nào rồi? Chương trình học tốt không? Rồi em kết bạn nhiều chưa? Dạ tốt lắm anh hai. Em làm quen được với nhiều bạn trên nhiều nước lắm anh hai. Vui lắm á. Anh sao rồi? Anh rất vui vì mọi chuyện đã được sáng tỏ. Thì ra Cường là người đã bày ra tất cả mọi chuyện. Nguyệt Vy đã nghe theo lời cha, ra làm chứng và tố cáo trước công an. Vậy là vui quá rồi còn gì? Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ anh đã tìm được ba mẹ của anh nè. Rồi mọi chuyện xui xẻo đều qua nhanh hết. Anh không biết là diễn tả như thế nào về cảm giác của anh bây giờ cho em hiểu nữa. Em chúc mừng anh hai nghe. Anh là người tốt mà. Tiểu nhân không hại được anh đâu ha. Anh nghe mẹ nói năm sau sẽ qua bên đó du lịch rồi thăm em luôn. Anh cũng sẽ đi nữa. Qua bên đó có em làm hướng dẫn viên du lịch thì quá sướng rồi. Uyên Nhi, em đâu rồi? Em đi đâu vậy? Uyên Nhi ơi, em đang bận hả? Uyên Nhi, sorry anh nha, em có điện thoại của bạn, lúc khác mình nói chuyện với nhau ha. Anh giữ gìn sức khỏe đó, em nhớ anh lắm đó. Sao tự nhiên không cắt ngang vậy? Mới nói đi qua bên đó du lịch thôi mà. Cái cô nàng này lúc nào cũng làm ta cục hứng hết. Không sao đâu. Nhưng nên anh không sao đâu mà. Đúng không? Anh phải bình phục. Anh phải bình phục. Chị có buồn phiền gì tôi không? Sao cứ ở miết dưới không lên thăm con vậy? Chị à, Nguyệt Vy nó đã đứng ra khai với công an hết tất cả. Và nó là người làm chứng để vạch tội thằng Cường. Cuối cùng thì con trai của chúng ta đã trong sạch. Nó vui lắm, muốn được chia sẻ với chị. Sao chị lại không lên? Thôi giờ vậy, cuối tuần này hai mẹ con sẽ về thăm chị nha. Cái chuyện này rất là quan trọng. Cô ơi, cô làm ơn đi, cô vào trong cô nói với ở Phương cho tôi gặp bà đi. Rồi tôi không làm phiền bà nữa đâu. Trời ơi, tôi không có dám. Xin lỗi chị, tôi có khách. Một chút nữa tôi sẽ gọi lại cho chị sau nha. Cô ơi, tôi xin cô giúp tôi đi. Cái chuyện này quan trọng lắm. Trời ơi, tôi nói không có được mà. Bà chủ mà biết á, bà chủ la tôi chết luôn á cô ơi. Dạ không sao đâu, tôi chỉ gặp bà chủ tôi nói một lời rồi tôi ly liền. Tôi không bao giờ tôi làm phiền nữa đâu. Cô làm ơn giúp tôi đi. Cô Lài à, cho bà ấy vào. Tôi biết tôi không còn mặt mũi nào đến đây nữa. Nhưng vì thằng Cường, Tôi xin chị hãy bỏ qua và cứu nó nghe chị. Cứu nó bằng cách nào? Chị nói với Quốc một tiếng để Quốc ra tòa bãi nại cho Cường. Vì chỉ có tiếng nói của Quốc bây giờ mới cứu được Cường thôi chị à. Xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được cô. Chị à, Quốc nó rất nghe lời chị làm ơn nói chị một tiếng đi chị. Tôi làm mẹ tôi không thể nào nhìn con mình như vậy được. Chị à, chị cũng hiểu tâm trạng này mà. Tôi có đến gặp ông Liêm, nhưng ông thẳng thừng một mực từ chối. Bây giờ chỉ có một mình chị mới cứu được thằng Cừ con tôi thôi. Chị à, nhưng tôi không tự quyết định được. Thành thật xin lỗi cô. Tôi gian chị. Thằng Cường nó có gì chắc tôi chết quá. Coi như chị tích đức cho con chị đi. Thằng Quốc nó sẽ tai qua nạn khỏi chị à.
cô nói cái gì vậy? Tôi biết hết. Cháu Quốc đang bị bệnh rất nặng, không thể nào chữa trị được, mà gia đình đã cố tình giấu nó. Cứ xem như cháu Quốc làm việc thiện trước khi nhắm mắt lìa đời đi chị. Chị à, hãy để cho cháu được xuôi tay khi lên thiên đường. Tôi xin chị, chị của chị mới cứu được con tôi thôi. Tôi xin chị cứu con tôi đi chị. Tôi xin chị mà. Cô đừng nói bậy. Chị ơi, con tôi sẽ chết đó. Tôi xin chị mà. Chị, tôi... Quật à, Quật, con làm ơn cứu thằng Cường đi con. Chị của con mới cứu được thằng Cường thôi. Con ơi, con giúp cô đi con. Cô ấy mới vừa nói gì vậy mẹ? Con bị bệnh gì mà tất cả mọi người đều giấu giếm con? Một căn bệnh đó không thể nào chữa trị được hả mẹ? Tôi nghe đấy. Sao lại để cho bà ta vô nhà rồi nói chuyện mày ba chứ? Hiện giờ thằng Quốc đang ở đâu? Nó vào trong phòng và khóa kín cửa lại. Được rồi, bà coi chừng nó. Tôi sẽ tới liền. Gì vậy con? Anh Quốc đã biết về căn bệnh của mình rồi. Quốc ơi, Quốc à, là ba đi con. Mở cửa cho ba đi, ba muốn nói chuyện với con. Quốc. Thật ra thì bệnh tình của con cũng đâu phải là không thể chữa trị được đâu con. Y học bây giờ hiện đại lắm con ạ. Các bác sĩ sẽ không bó tay trước bất kỳ một bệnh nào hết con ơi. Con có nghe ba nói gì không? Ba đang liên lạc với các bệnh viện ở nước ngoài để đưa con qua đó điều trị. Quốc, Quốc, sợ gì ba má giấu con là chỉ vì muốn lo lắng cho sức khỏe của con thôi, là chỉ vì không muốn con phải buồn. Quốc, cứ để nó yên tĩnh một mình lúc này đi. Anh à, em sợ con nó sẽ nghĩ quẩn. Không sao đâu, Quốc không phải là một đứa nông nổi. Nó đang bị sốc nặng. Tất cả là lỗi của bà Xuân. Nếu không thì... Đừng nên trách ai hết. Tất cả tội lỗi là do tôi. Tôi ăn ở thức đức, cho nên mới chịu sự trừng phạt như vậy. Nhưng nếu trừng phạt, xin hãy trừng phạt tôi. Đừng nên trút vào đầu của con tôi. Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, giờ lại thêm số phận nghiệt ngã như vậy. Hương nè, thank you.
chờ em có lâu không? Em xin lỗi anh nha. Em nhớ đến giờ nói chuyện với anh. Nhưng mà hôm nay em có tiết kiểm tra cho nên là về hơi trễ. Đừng giận em nha. Anh hai, để em kể anh nghe chuyện này. Hôm nay á, khi mà thầy nghe em nói về Việt Nam, thầy rất là ngạc nhiên. Thầy có vẻ háo hức muốn đến Việt Nam một lần để khám phá những gì em kể đó. Ủa anh hai, anh hai, anh đâu rồi? Không lẽ anh giận em thì sao? Anh hai, có phải anh sẽ chết không? Anh hai, anh nghe bác sĩ nói bệnh tim anh rất nặng, không thể nào chữa trị được. Tại sao anh phải chết chứ? Anh chỉ mới 23 tuổi thôi mà. Anh còn rất nhiều việc để làm. Tại sao anh phải chết chứ hả Uyên Nhi? Anh hai, đừng có như vậy mà. Anh mới được nhận ba mẹ. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với ba mẹ trong những ngày tháng xa cách. Vậy tại sao anh phải chết hả Uyên Nhi? Anh hai, anh không tin điều đó đâu. Anh sợ lắm. Anh sợ lắm Quyên Nhi ơi. Anh hai, anh sẽ chịu dứt bệnh được mà. Em nghe mẹ nói á, mọi người đang chạy lo cho anh đó. Bác Liêm đang tìm cách đưa anh ra nước ngoài để mà chữa trị. Anh sẽ không sao đâu. Tại sao mọi người lại giấu anh? Hay là mọi người sợ khi anh biết anh sẽ không chịu được cú sốc này? Có đúng như vậy không hả Uyên Nhi? Mà cũng phải thôi. Sao mà bình tĩnh được khi biết là mình sắp chết? Anh hai, anh đừng bi quan quá như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe. Uyên Nhi ơi, anh chưa bao giờ thấy bế tắc như lúc này. Mọi thứ dường như khép lại trong mắt anh. Anh chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này. Anh hai, anh nghe em nói nè. Mọi người ai cũng thương và hướng về anh lúc này. Anh phải hứa với em là không được bỏ cuộc, dù chỉ là một hy vọng nhỏ. Nhất định anh sẽ khỏe mạnh sau khi phẫu thuật. Rồi anh sẽ thực hiện những hoài bão của mình sau này mà. Anh sẽ bình phục để đưa mẹ qua đây thăm em nữa chứ. Anh quên là đã nói với em vậy sao? Từ nay hai anh em mình sẽ trò chuyện với nhau thường xuyên nha anh hai. Em sẽ để mặt da hô sáng đèn để mà chờ anh hai đó. Yeah.
dì đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Dì đi lên chùa để cầu trời khẩn Phật. Bây giờ ngoài việc cầu trời khẩn Phật cho thằng Quốc nó tai qua nạn khỏi, dì cũng không biết mình phải làm gì nữa bây giờ. Có điện thoại gọi cho dì, có lẽ là của bác Phương gọi. Ừ, được rồi, để lát nữa dì gọi lại cho bà ta. Con sao vậy hả? Con bệnh hả? Để dì cạo gió cho con nghe. Con không biết nữa, cứ thấy mắt ói hoài à. Có lẽ con ghê mùi tanh cá. Cô đã có thai, cô nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt và ăn uống đầy đủ. Cô nhớ đến khám thai theo định kỳ. Từng ngày xa mẹ xa quê, lòng con mong nhớ từng ngày, nhớ về con đò quê nhà, ngày ngày chớ mẹ qua sông. Ngày ngày trông về nơi xa, nơi quê hương lu kéo từng ngày, mái nhà nơi làng quê nghèo che chở sang nắng chiều. Mẹ thương con bao la biển rộng, con yêu mẹ như muối mặn biển đông, như dòng sông trôi về cội nguồn, nơi tình mẹ thắm mát đời con. Mẹ thương yêu quê xa có biết, con nơi đây thương nhớ từng ngày, nhớ ngày xưa bên lũy tre làng, tiếng âu ơ câu hát. Sông trôi về cội nguồn, nơi tình mẹ thắm mát đời con. Mẹ thương yêu quê xa có biết, con nơi đây thương nhớ từng ngày, nhớ ngày xưa bên lũy tre làng, tiếng âu ơ câu hát ru con. Nhớ ngày xưa bên lũy tre làng, tiếng âu ơ câu hát.